Bà con thân mến, vợ chồng chủ cũ của căn nhà 140. Nè, bên kia là cái thằng chuyện đời thường nè, với một quan 1986. Em ơi, chị Đinh Lan đây, chuyện đời thường ơi. Chuyện đời thường ơi, đừng có che. Nè, lại đây nói chuyện với chị nè, lại đây. Lại đây nói chuyện với chị. Đây là chuyện đời thường nha. Nha, quay cạnh chị Đinh Lan luôn. Chị hỏi em, nói lại đây đừng có quay vậy. Chị em mình từng người với nhau. Em là đàn ông nha. Chị nói nè, chuyện đời thường ơi. Em chị có gì đâu, em bán buôn bán gì. Chị là phụ nữ mà em, chị có thù gì với em không? Quang 1986 lại đây với chị luôn nè. Em hỏi chị nè, em có lên mạng, em có làm gì không? Tại sao nói gì chị bỏ trốn, tao làm gì bỏ trốn? Tại vì ai nó bỏ trốn? Nè, chị nói nè, bên đây tình nghĩa, chị nói nè. Chị nói thật, chị là phụ nữ. Tại vì người ta không bán buôn gì, ai với nhau. Chị ngoài cho em quay cái mặt anh chị đi tại. Nè, ok, nè, đây nè. Bây giờ nè, bà con ơi, đây là chuyện đời thường ha. Nhưng mà thật sự á, chị em tôi chưa bao giờ gặp em luôn á em. Thì em với chị đâu có gì đâu ha. Đừng có lên, đừng có ghi những tiêu đề là Đinh Lan là cái người gì ta. Đinh Lan bỏ trốn và Đinh Lan tù tội. Đừng làm giống kênh lang thang đường phố. Nó nói là nếu mà chị không bị bắt á thì nó sẽ cạo đầu, thề xóa chân. Thiệt sự mấy đứa làm kiếm tiền YouTube. Nếu như sân mấy đứa nó làm, kênh của em mấy trăm người, ngàn người đăng ký, rất tốt. Mình làm theo những chủ đề chị được. Nhưng mà cái chuyện này sao mà chị mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng thôi. Chị đâu mâu thuẫn với em đâu. Tự nhiên em lên em đi view xấu chị tùm lum hết. Mà chị bỏ trốn gì. Em đã biết cái căn nhà này. Rồi thằng Thịnh, em cũng lôi thằng Thịnh tới. Nếu như mà căn băng rôn ở đây, em cũng đưa thông tin đủ thứ hết. Trong clip là có em nữa. Em đưa lên tất cả những tiêu đề. Quang qua đây luôn nói chuyện với chị nè Quang. Quang qua đây. Hay là muốn chị mở cửa ra là mấy chị em ngồi với nhau một bữa nha. Được không? Quang qua đây mấy chị em ngồi với nhau nè. Mấy chị em mình phải hóa giải với nhau thôi chứ làm gì mà chị mâu thuẫn gì với mấy đứa. Làm nhục đúng gì chị phụ nữ. Quang lại đây với chị nè. Bây giờ chị qua uống cà phê đi. Thôi không qua uống cà phê nhưng mà ra đây tại chị chồng chị không có cho. Quang qua đây chị nói nè. Quang qua đây. Đứng lên đứng, đứng lại đây Quang đứng lên. Quang. Tại Quang 1986 nha bà con. Muốn nhìn cái mặt thật của chị ở ngoài hiểu không? Đó. Thì em mua qua bình thường. Quay luôn body cũng được luôn. Chị ra ngoài cũng đẹp lắm nhưng mà con tướng chị. Quay body luôn. Quay body luôn bình thường. Quang qua đây chị nè, chị nói nè Quang. Mấy đứa là sau bữa nay đừng có đăng tin về chị. Tại vì thực sự nếu mà chị làm sai, chị nợ tiền công nhân. Thằng Thịnh không phải là công nhân. Mà thằng Thịnh là lúc mà nó mang cái tôn tới á, để nó khảo sát, để nó mang tôn tới á. Thì lúc đó nó mới nói là chị ơi, chị mà xây ngang cái bức tường này mà bằng tôn á, nó sẽ là tốn kém tới hai lớp. Một lớp bên kia là chống thấm, bên đây là thạch cao giả nữa nó mới đẹp. Cho nên tốn tới 3 lớp thôi làm tường xây đi. Cái nó kêu giùm mấy thợ thợ xây tới để ngăn cái bức tường thôi. Ủa bây giờ em hỏi chị cái nhà này là theo chị là nhà của chị đúng không hay là nhà mướn? Tại nè, chị nói nè, nhà này theo hợp đồng công chứng á là ông cựu cũ á là ông Phú. Hợp đồng chị đã đưa lên số Zalo một bà con nè, vô Zalo 0976863368 và 0931208805 chị nói lên với bà con trên cái kênh của chuyện đời thường là coi trên đó sẽ thấy được những hồ sơ pháp lý do tại sao mà ông Phố bà Chi đồng ý cho tôi được quyền đăng bộ căn nhà này sau khi xây dựng. Tại vì đất này là ông đất và một cái phần căn nhà này là đi thế chấp cho ngân hàng Sacombank chi nhánh quận 11. Cho nên Đinh Lan là một cái người là được sự chấp thuận của ngân hàng Sacombank và vợ chồng ông bà này sẽ là một người thay mặt ngân hàng, thay mặt vợ chồng ông Phú bà Chi xây dựng căn nhà này và đăng bộ căn nhà này và Đinh Thị Lan được cầm quyền bản chính. Bà con có truy cập vô đó, Đinh Lan sẽ up lên chút xíu nữa nha. Bà con coi xong kênh này là sẽ up lên nha. Không muốn em quay tới chị nữa đúng không? Không, em đừng nói về chị đâu có lỗi gì với em. Quang 1986 nè, chị không có lỗi gì với em luôn á. Em cũng không có nói gì. Mấy đứa đừng có nói về chị nữa. Không, bây giờ không nói chị đúng không? Nhưng mà chị sống sao với ta, chị sống còn em không với chị không có liên quan. Thì là mình là đàn ông mà. Nhưng mà em muốn quan sát thực cái này cho cô chú chị ta xem thôi. Chị mời em vô nhà luôn cũng được nữa. Vô nhà đi, vô nhà chơi chút xíu em đi. Em không có nhà đâu. Bình thường giữa con người với con người với nhau. Thứ nhất tôi là một phụ nữ, tôi một nách nuôi mấy đứa con. Tôi cũng có cuộc sống riêng của gia đình tôi. Ha, bây giờ mời không vô nhà ha Quang nha. Tôi nay hóa giải không có được nói xấu gì chị nữa đó nha. Còn thêm cái kênh bánh mì TV nữa thằng lang thang đường phố dục đi. Ha, chị không đẹp. Để em về em nhắn cái bánh mì. Mày là đợi nói chị Đinh Lan chứ không có ân oán gì hết á. Chị có đưa lại là nhắn cái ít tam với lang thang đường phố rồi không? Không, chị nói chị không biết ai hết á. Và chị cũng không kiện gì mấy đứa làm gì. Em có làm gì chị thì em đăng sự thật chứ em có... Đăng cái gì sao sự thật? Sao em biết sự thật? Thì bà nói không chứ em có nói chị. Tầm bậy. Ha bà con nha, bữa nay là mấy chị em.